Rồi, hello anh em ha. Vừa về được con xe Yamaha Yong nè anh em. Evo cách giờ nha anh em. ZR nha anh em, xe kho nguyên zin nha, đầu ngồi chưa chạm máy bao im nha anh em. Xe này cái dòng này thì anh em là biết cái chất lượng nữa rồi nha. Máy nó là cực khủng nha anh em nè. Thằng này là nó dữ hơn mấy con Dio, là nó có đồng hồ điện tử nè anh em. Tôi mới xài mắt đọc luôn nha nè. Đó. Bật chìa khóa nè. Tê chưa anh em? Để em quay sơ lược em nó là nổ máy nha nè. Cản led hoạt động chuẩn chỉ luôn nha anh em. Để bóp thắng stop cho anh em coi nè. Chuẩn chỉ nha, mở cái biển luôn nè, quá đã. Nắp xăng anh em tại bảy màu luôn. Nắp xăng là bấm cái này mới gỡ ra được anh em. Đây nó khóa nè, nè bấm gì nó mới gỡ được nha. Xe quá đã nè. Chỗ trước sau vậy cui. Phục kim theo xe. Máy nè anh em. Máy sạch gì thôi chứ. Máy là bao anh em, máy zin cực im nha anh em. Bánh mâm vỏ trước sau vậy cui đây nè, cái phuộc nó trước như phuộc inox vậy nè. Để tơi chưa anh em, con này đọc cái xài mắt đọc nè, xài mắt đọc nè anh em, đồng hồ điện tử là xài mắt đọc nha anh em, quá đã. Không nhám này giờ anh em anh em khò lên lỡ lên đen đẹp can sờ ben lỡ liền anh em. Con này về xử lý nhám đen này là quá đẹp. Còn anh em nào muốn xử lý, em xử lý giùm luôn cũng được anh em. Đó, bật cái đồng hồ quên khá là thấy mát mắt anh em nè. Order 6787 anh em. Nó vừa báo xăng mà nó vừa báo order luôn anh em. Đây ăn nút đời nè. Quá nhẹ nè, quá đã, đúng là dòng máy chắc này anh. Máy lúc nào cũng tơi hết anh em. Con da thì lúc nào cái máy nó cũng chuẩn. Đặc biệt là cái dòng Yong Evo này, cái máy thì cái độ giữ nó thì anh em cũng biết rồi anh em. Em khỏi cần giới thiệu chi nhiều. Evo, Yong Evo này thì khỏi bàn. Đó cái máy nè. Đó nhìn ống gì lên. Tới chưa anh em? Lên chạy là phao phao nha anh em. Công tơ là mét chuẩn chỉ hết nha. Con này xài mắt đọc luôn anh em. Đọc đồng hồ điện tử nữa chứ. Xi nhan đèn có sẵn rồi anh em, xi nhan đèn càng đầy đủ. Full chức năng, về chỉ đổ xăng nhớt rồi chơi thôi anh em. Cái máy đã quá. Xe màu trắng mà bánh mâm trắng này nữa nè. Nhìn tơi nè.
máy quá đã. Rồi con này là bao anh em là đúng chất xe kho về nha anh em. Máy zin chưa chạm nha, bao im cho anh em nha. Rồi em công khai giá của em nó luôn 18.500.000 nha anh em. Giá thị trường bây giờ không ai bán dưới 2x đâu nha. Duyên em bán 18.500.000 nha anh em. Hết giá nha, anh em lái ôm về bán khách nha anh em. Rồi anh em quan tâm alo số điện thoại em ha, 0832354148 nha anh em. Rồi thank you anh em đã xem video nha.